ngon. Ui, 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 tôi má tôi tưởng hết rồi. Ôi. Hello, xin chào các bạn. Các bạn đã quay lại với kênh Hẹo Về Cà Tê. Hôm nay chúng ta sẽ đến với con game kiếm hiệp tiên kiếm. Không biết tên gốc của nó là tên gì luôn. Và cốt truyện của nó là về bộ tiên hiệp tu tiên, phi tiên hay là phàm nhân tu tiên hay là cái gì tiên đó thì Hẹo không biết luôn. Chỉ biết là đây là một con game tiên hiệp, kiếm hiệp, phi hăng giả. Kể về cuộc đời của một anh heo đang ngồi làm video. Đây. Đó, uầy, để nâng cái này lên cái cho nó khỏe khỏe rồi nó đi đánh boss chứ nó không khỏe nó không đánh boss được. Ok. Uầy, 500 mấy đi đánh boss đánh quái được rồi. Rồi, con này thì quá quen thuộc với chúng ta rồi đúng không? Anh em trên kênh thì chắc là ai cũng biết con này rồi ha. Con này thì nó nổi từ đầu năm tới nay. Rất nhiều anh em đã làm về con này. Rất nhiều game và nó cũng up một thời gian cũng 1-2 tháng á. Trên kênh chúng ta không thấy lại. Giờ thì chúng ta đã thấy lại nó rồi. Và thấy rồi thì giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta sẽ giải trí cùng em nó. Đây, Hắc Ám Truyền Kỳ Open Server 2 nha. Vào 10 giờ ngày 23 tháng 9 nữa. Game hỗ trợ cho mỗi nền tảng Android, iOS, PC. Chơi ngay tại Hắc Ám Tây Du, lộn, Hắc Ám Truyền Kỳ .com. Gift code nè, H1235. Ok, 49.000 tiên ngọc, 10.000 bạc. Rồi gì 10 triệu bạc, A-Zip đá cường hóa. Rồi thâu thiên ti, thâu thiên sinh tử đan, rương dược thiện bảo vật. Rồi khí linh phá tinh tri hồn, lưu phách cũ u minh nhạc, ngự hồn bảo châu phi luân, mệnh hồn cũ liên tinh linh, xích tiêu diễm bủ, thú hồn u minh kỳ lân, hồn khí nguyền kim hồng oanh kiếm. Nạp bất kỳ nhận ếch VIP 10. Tham gia nhóm Zalo để nhận thêm code 29.999 tiên ngọc. 10 nguyên phách thần hải bích ma đông. Bích ma thôi không có đông. Nhóm Zalo nhận VIP code giới hạn nữa hả? Wow, còn nữa nè. Vô nhóm Zalo là nhận code VIP còn nhận thêm được code giới hạn nữa à. Đây nè. Wow, thì ra là cái này. Đây, 10.000. Ok, 20 rương dược thiện bảo vật, set đồ đỏ cực VIP. Ui, khuyến mãi nhân 3 đối với banh, 2 đối với nạp bằng cạc. Wow, nhanh vậy. Mới đây nó đầy nhanh vậy. Rồi, cái này tí em sẽ chạy sau, từ từ đợi tí. Rồi, khuyến mãi 2 đối với cạc điện thoại nè ha. Loan tin giới hạn nè, up bên rồi bình luận cái kiểu được 5.000 ngọc khóa, 10 vạn A-Ship. Đua top lực chiến, top 1, 100.000 tiên ngọc, thú hồn lưu viêm phi hỏa phượng nhân 50, hồn khí nguyền thiên hạo nguyệt kiếm nhân 50, tinh linh túi phun nhân 50, ngọc luyện hóa pháp bảo 50.000. Đợi. Ôi, có hai ngày trước có dự đoán kết quả trận đấu, tham gia là được 5.000 ngọc khóa, đoán đúng là được 10.000, đúng tỷ số luôn là 30.000. Ok, nhiều. Sự kiện đánh boss thế giới nữa nè. Tất cả server luôn. Top 1 10.000 xu khóa. Xu khóa 20 tinh linh lãnh nguyệt hoa hồn, 2.000 vạn bạc. Rất nhiều. Nói chung là rất nhiều event đồ trên kênh nha các bạn ơi. Ok. Và nhắn tin nhạc Min để xin code đồ này nọ nha. Heo không có code đây đâu. Giờ thì chắc phải mình nhập sơ cái ha. Bản này là bản có điểm danh hàng ngày nha các bạn. Đây, mỗi ngày. Ui, qua ngày thứ hai là nhận được nè. Ui, ê, từ từ. Ủa,
Nhưng mà nhận rồi thì nó nằm ở đâu? Mà chứ hồi nãy tôi nhận ở đâu vậy ta? Ôi xong rồi, không nhớ là đã nhận bên nạc nào luôn. Ờ kìa, rồi chắc nhận bên S1 rồi quá. Rồi xong luôn. Để nhận bên đây. Ở đây có rồi, vậy là nãy nhập lộn bên S1 rồi. Trời ơi, ủa vật phẩm gửi từ hệ thống. Ủa có gì đâu ta. Thôi được rồi, để đây đi tí, sẽ đi nhập code rồi, phải nhập code cái nữa đi. Rồi tính gì tính, đâu rồi ta. Đây S2, không thì sẽ tạo mặt mới qua nhập code luôn cho nó lẹ nè. Được rồi. Ok. Đây có mà, vậy chắc có chưa hết hẹn hay gì á. Ok ok, rồi để theo chạy nhiệm vụ lên cao cao quá đã. Rồi lên trên cao rồi nè, đó, mở được auto rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhập hết đống code còn lại ha. Nhưng mà tự nhiên cái code ngày cái gì quà đăng nhập ngày thứ hai nhập lộn bên cái app bên kia. Trời ơi, tính ra là anh em kiểu như là mai mốt em sẽ rút kinh nghiệm, kiểu như là cái ạc nào là chơi server đó, chứ các bạn chơi một ạc nhiều server dễ bị nhận code bị làm lộn quên này này nọ lắm. Rút kinh nghiệm nha. Đây ôi 5 bảng, oh my god, why why anh em thấy gì không? Why? Một cái thần binh 2SR, một con hũ cưỡi 2SR, một cái cánh 2SR. Ôi, why? Một con pet nữa. Oh man, why? Ngon. Ui, 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 tao má tao tưởng hết rồi. Ôi, cánh 3SR. Ôi, ui, nãy tưởng đâu là hết rồi. À, siêu à. Nè, để chụp lại tấm hình nào. 3SR, uầy. Hiếm đấy, hiếm đấy, hiếm đấy. Uầy, hiếm mà nếu mà phải mua thì chắc cũng mắc tiền đấy. Đâu có đùa. Ok, uầy. Cây thần khí, thần binh này nữa. Ui, thơm. Uầy, bấm like liền, uầy. Bản này ngon. Uầy, anh em nào, nhiều anh em hối vậy mà ngon gì ngon. Uầy, mấy ông chưa chơi bản này đâu, mấy ông thấy vậy thôi. Chứ chơi rồi thì mấy ông sẽ biết. Uầy, nó khó còn hơn là gì luôn. À, si bà. Ok, nào, kích hoạt lên nè. Đó. Rồi đâu rồi? Ủa gì vậy? À, mở con hú cưỡi nè. Ok, ok. Rồi. Nè, hú cưỡi nè. Ui. Uy nghi chưa? Ui, lộng lẫy chưa? Wow. Ok, ok. Nè, nè, nè. Thần binh, ố lộn cánh nè. Ôi, 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 bản này có nhiều cánh đang update thêm. Ủa. À đây đây đây, con bét. Ok, con bét luôn, con bét luôn. Gì đây? À, thần binh luôn. Linh vũ, à nó là linh vũ. Ôi. Vẫn ngon, vẫn ngon. Ôi, linh kỵ. Oh man. Ôi, má đã có cánh rồi mà còn có ấy nữa. Ôi, ôi. Mấy cái này nó chưa load được. Này, đợi tí thì nó mới load xong. Wow. Ui, nó ngang ngửa với cái cánh này luôn á bồ. Má hết vàng rồi, hết bạc rồi. Để tới từ từ đi. Ui. 3SR. Ui. 3SR. Wow, si bà. Ô, trời 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 trời. Mệt ghê luôn á. Ừ, hết rồi, để chạy phố bản mới có. Ủa. Ui. Ui, nó có một cái linh kỵ duy nhất 3SR. Ủa 2SR, à không, 2SR tới 3 cái lần, à ok. Rồi. Uầy, đẹp quá các bạn ơi. Nào, hết vàng, hết đồng rồi thì chúng ta đi phó bản đồng thôi chứ phó bản không. Ngày, cái này ok. Khiêu chiến con boss nè. À, khiêu chiến hết luôn rồi. Đây, phó bản. Cứ hết đồng là vô đây. Ồ, đây nè, đây nè, đây nè. Ui, 5.000 mấy đồng. Ở lộng 58.888 xu gì, tiên ngọc. Tiên ngọc thường nha. Oh man.
tiên lệnh này. Rồi, bản này cho chúng ta được thêm 10.000 xu web nữa nha anh em. 10.000 xu web luôn đấy. Đâu rồi, bấm cái này. Nhưng mà heo xài hết 5.000 rồi. VIP miễn phí, nhận đỡ đi, từ từ, đợi tí. Ở đây nó có cái... có cái gì mà ga cha, ga chú, ga em gì quên rồi. Đó, gì vậy? Quẩy này 30.000, chúng ta còn có 3.000 à. Ok. Cái gì mà hôm bữa mua mở ga cha quên rồi ta, nó nằm ở đâu ở đây nè. Rồi, trang đây. Ok, ngày mở được 5 lần. Bữa heo mở 5 lần rồi. Đó, các bạn mua một cái là chúng ta sẽ được ớt VIP 10 ha. Game cho chúng ta luôn là 10.000 rồi. Cái việc của các bạn là chỉ cần bấm vô là chúng ta sẽ nhận được ớt VIP 10 hả. Nào, 10.000 cuối, đó là 1.000 cuối. Ôi, ôi, không chơi trò may rủi nữa. Đây, ớt VIP 10 hả. Cảnh đồ này nọ nè. Đó, quà ớt VIP 10 nè. Đó. Thì quà ớt VIP thì có cái cánh thôi. Đó, nhưng mà nó cũng góp phần năng lực chiến của anh em lên được kha khá đấy. Ok nha. Rồi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, và bye bye. Uầy. Nào, xài cái cánh này chứ hay đâu xài cái cánh kia. Ok, bye bye.